quý ông bà cô bác cùng quý vị khán giả, thì đến bây giờ thì anh em ra tụi em nhận được một cái thông tin là bên phía gia đình của cô Úc đang trên đường đi xuống đây, khi mà nghe được cái thông tin là con mình, em mình làm ở trong cái quán karaoke ôm. Thì vừa rồi á thì anh em cũng đã khuyên Úc rất nhiều và Úc quyết định là quay trở lại cái quán karaoke. Nhưng mà khi liên lạc với gia đình thì gia đình đã quyết định nhờ anh em giữ Úc lại, không cho Úc quay lại quán karaoke nữa. Có chú chị. Rồi. Em giữ lại. Gia đình em, sắp xuống đây rồi. Nhưng mà khi mà gia đình của em biết được cái sự việc mà em làm việc ở trong cái quán karaoke á, thì đã liên lạc gấp với bọn anh là giữ em lại ở đây, không cho em đi vào phía bên trong đó nữa. Đi xuống này, đi xuống này. Nó xạo với em đúng không? Nó xạo gì, nó xạo. Tụi em muốn rút tốp cho chị thôi. Nói là đi ra nói anh em nói chuyện với nhau xong rồi đi về quán lại. Cuối cùng giờ không cho về lần sau. Khó khăn lắm á, khó khăn lắm là coi như ví dụ em được đi ra khỏi quán karaoke mà giờ mà coi như để cho em quay lại. Đúng rồi. Ủa mấy anh người lớn mà mấy anh nói chuyện dụ em. Chứ không dụ em thì làm sao mà em ra ngoài đây hả? Để mà cho gia đình xuống đón em. Đúng rồi, em buông ra đi em làm gì vậy? Buông ra làm gì? Buông ra chị chạy hả? Biết bao nhiêu lần là chạy rồi đón đường lại không ấy, để chờ gia đình xuống. Giờ em phải đối mặt với gia đình của em. Qua đây đứng đi. Chạy đâu? Chứ gia đình của em là coi như giờ đang trên đường đi xuống đây mà bọn anh đã hứa với gia đình là giữ em ở đây mà. Nhưng mà tụi anh nói là ra qua nói chuyện đi rồi hồi về quán. Giờ anh giữ em đây. Gia đình chị lên tới rồi, em đã gọi định vị xong rồi. Tính vậy gì, gia đình chị lên thì nói thì chị đi chơi vài bữa rồi kìm được. Thì chị chừng nào mà chị gặp gia đình chị đi rồi chị giải quyết sao với gia đình chị đó, chị đi về. Nói chung á, giờ mình phải để cho cái nhà Úc ở cái khu vực này đi, chứ đừng có để lại cho gần gần nơi chỗ khu quán karaoke nữa, mà để lại đó là cái bọn bảo kê nó thấy là coi như không xong đâu. Đứng lại vậy. Vậy Úc đi chạy đi hả? Giờ anh hỏi thiệt em ha, em tại sao em không muốn gặp gia đình em khai thiệt để anh cho bọn anh xem. Chờ mà coi như gặp gia đình mình mà coi như hay là coi như em với gia đình có bí mật gì không? Em có thể là coi như tiết lộ nếu như mà có một cái uẩn khúc gì giữa em với gia đình á. Em không nói được. Thì có thể là coi như bọn anh tìm cách coi như giúp đỡ em. Chuyện trong nhà em thôi. Em có nói vậy đó nhưng mà em với lại nhà em cũng hay hợp hết đó. Nhưng mà bây giờ cứ tóm gọn lại là chị đợi gia đình chị lại đây. Rồi chị nói chuyện gì đó. Ba mặt một lời luôn, đối chất luôn. Rồi anh em tụi em sẽ không có làm gì phiền gì chị hết. Chị ra ngoài kia đợi đi, trong đây mà đợi vậy. Em hẹn gia đình chị vô đây rồi, em gửi định vị vừa xong rồi. Chứ giờ mà đi ra ngoài phố kia rồi coi như cái bọn bảo kê nó thấy rồi coi như rồi, nó lâm bọn anh à, bọn anh đâu có ngu. Hả? À. Ủa chứ anh với nó nói là kêu em ra đây nói chuyện xíu rồi về, tự nhiên giờ hai anh nói vậy. Giờ mà bảo là đi ra ngoài phố kia nói chuyện rồi. Đứng lại. Không được. Chạy giữ lại. Bữa nay là quyết định là không cho chạy. Bữa nay là không cho chạy. Hôm bữa là chạy thoát một bữa rồi. Bữa nay là coi như không cho chạy. Ủa? Rồi giờ như thế này. Em muốn chạy ai hết á. Giờ như thế này nè. Em với gia đình có uẩn khúc gì? Thôi chị nói chuyện nhà em. Nhà em anh tự hỏi đi. Không, giờ em nói đi, thử xem là coi như giờ coi người gia đình của em nói có đúng sự thật hay không. Hả? Giết là gì chị lừng rồi. Sao? Em có thể là Em không có hợp nhau. Là không hợp nhau là như thế nào? Em có thể là coi như nói rõ ra một chút xíu được không? Hai cãi lộn á. Có phải là một mình hai cãi lộn không? Đúng rồi, em thì cãi lộn.
Và một cái nữa mà coi như chị gái em mới tiết lộ mà mình phải nói là coi như nghe cái giọng nói chị gái của em rất đau khổ. Bả xạo cái bóng có đau khổ vậy đó, anh đừng có nói vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, thì cái câu chuyện của cô Úc đến bây giờ là mình phải nói là mở ra một cái trang mới. Em dê chị đúng không? Em không có dê. Em không dê vậy em làm gì? Em sát cho chị hoài vậy? Hả? Giữ chị lại. Ai dê em giữ? Đây. Chị đi về đó là Úc. Nguy hiểm chị thì hiểu không? Không nguy hiểm vậy đó. Đây nè. Chị đúng không? Em dê vậy thì cởi đầu ra. Em muốn chị đúng không? Chị đi ra. Cái đường chị tự đi. Chị xe ra. Em lại gần chị nè. Đây đây, giờ có phải cái đúng cái điều này không Úc? Để Nam để anh hỏi Úc chút xíu. Chị gái nói em á là cái lúc mà sống chung với chị gái á là em nhiều lần là coi như để ý anh rể đúng không? Anh nghe lời bả một chơi. Với một cái tính cách như thế này là coi như dễ lắm. Đúng rồi. Cũng vì như vậy á nên là coi như bên phía gia đình, bên phía chị gái mới không đón về. Có đúng không? Đúng phải không? Quá chị nhà em mà tự nhiên anh hỏi hả? Trời sao? Đúng rồi nè. Anh rể mình thì mình quan tâm thôi. Vậy là chính xác rồi đó. Tới nãy em, tại sao? Em giữ chị lại muốn tốt cho chị, gặp gia đình chị thôi mà chị còn đòi lột đồ em nữa là sao? Tại sao mà coi như em là có tình tứ với anh rể? Em tình tứ rể là ổng có mời em đâu. Hả? Ổng có mời em đâu mà tình tứ. Theo như lời chị gái em nói là coi như em dùng cái thủ đoạn để mà coi như tiếp cận với anh rể bị chị gái phát hiện. Đúng rồi. Ủa em có thủ đoạn gì đâu. Nhiều khi là coi như ăn mặc khiêu gợi này. Thì cái đó em ăn mặc ở nhà mà. Thì buổi tối thì em mặc đầm ngủ thôi. Nhưng mà đến bây giờ á, khi mà nghe được coi như em gái mình mà ở trong cái động karaoke mà vừa ôm mà có thể là vừa đi khách á, thì người ta nói là coi như máu chảy ruột mềm, dù sao là coi như máu trên nhỏ máu dưới. Chị gái em đã coi như cắn răng để mà đi xuống đây gặp em để muốn đưa em ra khỏi cái khu vực đó. Cắn răng cái gì, em có làm gì chồng bả đâu. Ủa em ở nhà em mặc đồ ngủ, em mặc đồ ngắn rồi bả la em có nhà có anh rể hả? Em biết là vừa, em biết là vừa coi như là em vợ với anh rể là nó có một cái coi như cái chuyện rất phức tạp mà sống chung một nhà. Em có nhà riêng nhưng mà nhà riêng kế bên, thì tối nhà em hay mặc đồ ngủ rồi em qua đó em chơi. May á là coi như ông anh rể là cứng. Dạ. Chứ không có là coi như ông anh rể là coi như bị coi như cô Út này là dụ dỗ rồi. Thôi bây giờ em không có mê giỏng nữa hết á. Em mà nói chuyện với ổng em mặc đồ sao cái ổng học lại chị em hết trơn à. Đó. Đó, thấy chưa? Không có mê em đâu. Dạ. Bây giờ anh em mình cản mà lại đợi. Thì dù sao đi chăng nữa thì coi như ngày hôm nay là chị gái của Út là cũng đi xuống đây mà. Dạ. Biết rằng là coi như em mình trước kia là coi như cũng coi như gây ra những cái tội lỗi. Có ai làm gì đâu mà tội lỗi trời. Chị đứng lại đi. Giờ tự nhiên giờ cản đường mà thì tại sao mà coi như chị gái em mà coi như giấu mãi đến giờ này mới bắt đầu coi như khi mà nghe cái thông tin là em làm việc ở trong quán karaoke như vậy mà coi như chỉ với tiết lộ là từ hồi nay là coi như kiểu là giữ cho em gái mình. Dạ. Đúng thật sự là em càng ngày đi càng xa rồi. Em không có làm cái gì hết á. Ủa em mặc đồ ngắn đồ ngủ qua nhà chỉ chơi có gì đâu. Thật không? Em có làm gì đâu. Chứ biết là coi như mấy lần là coi như em quàng vai bá cổ. Ủa? Ông anh vậy rồi. Thì anh em với nhau mà, thì ảnh đang coi tivi, em nhảy lên giường em nằm kế em coi thôi. Trời ơi. Em với nhau mà. Động trời không? Em mặc một cái đầm ngủ mà coi như hết mỏng len mỏng lét như vậy.
theo như lời chị gái em kể như vậy, mà coi như em leo lên giường em nằm coi tivi thì em làm những cái việc đó có đúng không? Anh rể mà. Nhưng anh rể chứ đâu phải coi như anh ruột mình đâu. Mà anh ruột mình cũng không nên làm như vậy mà. Đằng này, đâu. Đường này á, anh rể á, là khát máu lạnh hơi. Chẳng lẽ mà coi như em ham muốn đến cái mức độ mà coi như mình không kiềm chế được bản thân như vậy à? Em ham muốn cái gì? Em lên giường coi tivi thôi mà làm gì mà nay em ham muốn. Sao mà chị gái em nói là coi như biết bao nhiêu lần là em quàng vai bá cổ. Và chị chúng chính chị là từng hay thừa nhận chị là nhu cầu sinh lý chị cao mà. Cao nhưng mà cao thì cao, chị không có cái đó là trong nhà mà. Chị không thể đi với mấy anh, em có về với anh chưa? Không có. Biết. Không có hoàng giai hoàng. Nhưng mà lúc đó chị có nhớ đâu? Biết bao nhiêu lần là coi như anh em là coi như chạy toán loạn đi vì em. Mới cái vừa rồi cái đọp luôn là chị đòi lột đồ em nè. Lột đồ là em sao? Là chị hù cho em đừng có dịnh chị để chị đi. Chị hù thôi. Hù gì mà hù? Vậy sao nãy tụi em đang muốn giúp cho chị thôi. Để thoát khỏi cái nơi mà không biết ở chỗ đó là nó như thế nào nữa. Nhưng mà theo em nghĩ đó là chỗ đó là rất là nguy hiểm. Chị thấy vui là được rồi. Mà chị nói là chị thấy vui. Thì đúng rồi. Cái chỗ đó mà coi như vui gì cái chỗ đó. Mà à. Đi mấy chỗ vui mà cũng cho người ta đi nữa kỳ vậy. Vui gì mà vui? Ở nhà thì nói anh rể này kia, ta ra đường thì cãi anh ta. Nhưng mà chị em không đành lòng là coi như nhìn thấy em ở trong cái môi trường mà nó mình phải nói là hết sức phức tạp như vậy. Em hiểu không? Em thấy không có phức tạp gì hết trơn á. Trong khi đó mẹ thì ở xa, ở đây có hai chị em thôi. Em về đây em chơi. Rồi tránh ra chị đi. Không, khi nào gia đình chị đến thì rồi tụi em tránh. Đến cái gì mà đến? Rất ngang bướng quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy không? Nói chung là cũng có rất là nhiều bình luận khán giả kêu là khuyên anh em là thôi bỏ chị Út, mặc kệ chị Út đi. Nhưng mà thật sự là không được cả nhà. Nên là tại vì mấy anh em thì cũng đã, gia đình cũng nhờ là khi mà dòm ngó dùm khi gia đình chưa đến. Nên là cũng không thể nào mà bỏ được. Hay tin thì anh em đến mà để ngăn cản được cái gì ngăn cản. Nhưng mà tính chị Út là... Rất lì lợm. Dạ. Thua. Cái này là kiểu là hồi nhỏ là coi như được gia đình cưng chiều quá nghe chưa? Dạ. Đó, kiểu là hồi nhỏ là coi như sướng quá rồi. Nè, bây giờ đi ra hẹn ra đây là nhiều. Ý là anh em mình hẹn ra đây để giữ bà lại. Nếu mà thật sự bả đi ra đây một mình hay là có ai dụ bả ra đây đi. Ở đây bây giờ cho la làng sùm luôn cũng không ai biết đến nữa. Đúng rồi. Đây khu vực này là coi như khu vực vắng vẻ mà nên là Mình kiểu là hẹn ra ngoài đây á. Thì tránh đường đi. Em đi. Giờ anh nói một lần nữa cho em biết như thế này. Bọn anh cũng không sung sướng gì mà coi như đi theo ghi hình em như vậy đâu. Nghe nè. Cũng vì gia đình của em. Đến bây giờ á là mình phải nói là đã mở lời nhờ vả tụi anh thì tụi anh vẫn coi như đi theo như vậy chứ tụi anh đâu có rảnh. Còn biết bao nhiêu công việc tụi em ở đây làm, tụi em phải đi theo chị. Công việc đi theo chị làm chi? Tính chị nói chuyện với chị em bực quá. Gia đình nhờ vả thì cởi đi. Chị lớn rồi làm như chị nhỏ lắm mà. Lớn nhưng mà không có khôn. Người ta lớn, người ta khôn, người ta coi như biết suy nghĩ. Đằng này chỉ coi như chỉ có lớn cái thể xác thôi. Chứ mà cái suy nghĩ chưa có khôn. Bây giờ anh né không? Anh không né là em lột đồ anh luôn á. Đó, thấy chưa? Vừa nó lột đồ nữa. Thì đúng rồi. Em không đủ trình độ để lột đồ anh. Anh cản đồ người ta. Nghe nè. Vậy anh cản em lột anh đó. Em có tin là coi như anh lấy dây anh trói em lại đây không nè? Dây đâu? Hả? Ở đây không thiếu dây. Em thách anh đó. Trói đi. Chắc có lẽ là coi như nếu như mà vậy là phải trói lại thôi. Để anh đi kiếm cái dây. Đi nhanh nè bà. Bà chạy anh chung ơi.
chị đứng lại đó. Trối lại đợi người nhà lên. Quá. Sao mà nói kiểu là coi như cứng mà lấy dây rồi chạy. Hả? Dây này quý vị. Nói là làm. Tớ ba buộc tôi bả vô cái xe đi. Dây mấy dây này anh chắc rồi. Cái dây này không có chắc rồi. Thì đứng ở đó. Đó, tụi nó vậy thì cứ đứng đó. Em tạt nước vô điện thoại cho anh nói cho khỏi quay luôn á. Em muốn không? Bữa nay có tạt nước hay là có như thế nào đi chăng nữa thì coi như cũng phải giữ lại ở đây chứ không có. Dù bọn anh có không lên hình, bọn anh có không quay nữa thì em cũng không được đi vào quán karaoke nữa. Đúng rồi. Nghe chưa nào? Em muốn đi đâu? Khi nào mà bọn anh đang quay được thì bọn anh quay thôi, còn khi nào mà không quay nữa thì coi như bọn anh cũng giữ em lại ở đây. Đi tự nhiên mấy anh giữ em. Giờ gia đình em nhờ bọn anh giữ thì anh giữ thôi. Chỗ đây lắm dây quá quý vị à. Sao? Đụng cái là có dây. Ni mà cột một cái thì coi như có mà chạy đường rời. Chạy đường rời lấy gì à? Có chạy đường rời. Đường rời lấy gì? Thử đến cho gia đình xem là tới đâu rồi. Dạ ok anh. Điện thoại đấy. Đây anh cầm máy đi, em ra ngoài em gọi cho gia đình thấy đây. Ừ, gọi cho gia đình coi là tới đâu rồi nha. Chứ thấy là coi như kiểu là muốn đào tẩu rồi đó. Nhưng mà ở đây thì không chạy được quý vị, thì một bên là sông rồi. Chạy tránh không? Thằng Nam nó đi vậy có mình anh đó. Nhanh đi em ơi. Dạ anh tránh ra nè. Nhà em bây giờ không có ai hết, anh tránh không? Bây giờ tới em lọt đồ anh nè. Điện thoại chưa? Nó đi rồi. Nó đi tú thằng kia rồi. Giờ ai cứu anh? Thì em lọt đồ anh nè. Thì anh muốn sao? Hồi nãy nỉ hai người anh ăn hiếp em. Alo. Dạ chị ơi, chị lên tới đâu rồi chị? Tụi em đang giữ chị Út ở đây nè. Dạ tụi em hẹn cho em gửi địa chỉ cho chị đó. Dạ. Từ nó chỗ đường lộ đi vô có tầm khoảng một cây số. Không, tại tụi em kêu bả đi ra mà này, hẹn bả ra này, nên là bả ra này nên là tụi em giữ lại luôn nè. Dạ. Rồi chị vô liền nha. Dạ. Cứ vô vậy đó. Sao? Còn khoảng 15 phút nữa mới tới. 15 phút nữa mới tới à? Dạ. Ồ. Chờ chuẩn bị có phim hay. Giờ sao? Coi có hai chị em coi như đối chất coi như thế nào. Bây giờ coi... em tạt nước hai người, tránh ra. Không. Để đó xem là chị gái em vô đây á, đối chất với em tránh xem không? Là có nhờ em ở nơi nhà như thế nào. Bây giờ tránh không? Dù tránh không? Dù có ướt điện thoại cũng coi như cũng thấy mà. Thì anh tránh không? Đâu. Đúng không? Phim con này nó đúng không? Đâu tránh có... ra cho tôi. Giờ sao? Một chai nước đó coi như giỏi lắm, ướt một cái điện thoại rồi chứ không có lo đâu. Ướt điện thoại khỏi quay. Không quay cũng được mà. Đâu có quan trọng đâu. Nè cái thằng này nè. Tránh đường đi. Em có điện thoại hư của em sao? Ai kêu em nghe là ảnh chị. Lấy dây cột trà nó lại. Đúng rồi. Cầm đi lấy dây đi. Đây. Em chạy á. Làm gì tự nhiên cộp em. Thì đứng im đi. Em la lên nè. La đi. Ủa vậy thấy bữa nhà nay... lưu manh không? À. Bữa nay bà mới lưu manh đó, bà mới cứng đầu á. Chứ không lưu manh thì làm sao mà em ra đến đây hả? Mấy anh làm người tốt vậy, mấy anh gạt em ra đây còn bắt em lại. Không gạt em ra đây thì làm sao em ra đây vậy? Mấy anh phải mấy anh lưu manh không?
mấy anh còn nói trong quán người ta người xấu. Lưu manh mà chưa cứu được người đó giờ không lưu manh. Trong quán người ta người tốt, mấy anh nói là người xấu. Mấy anh giờ đây ăn hiếp em. Trong quán người tốt, hắn rờ, hắn mó rồi, coi như hắn mang đi khách sạn là hắn tốt. Giờ mó thì xuống chứ sao đâu. Trời ơi trời. Thôi chị đừng nói nữa. Ở trong quán á, coi như hắn sờ, hắn xoan, rồi hắn đem đi nhà nghỉ. Rồi là coi như những người đó là tốt. Còn cái những người mà coi như muốn... Người ta còn cho tiền đó mà. Những người mà muốn đưa mình về gia đình á, thì nói người ta xấu. Nhưng mà ta cho tiền em. Cho em được bao nhiêu? Bằng gia đình em cho em không? Nhưng mà ý là người ta tốt. Còn 15 phút nữa sẽ ban gia đình tới. An tâm đi. Đứng đây hoài vậy hả? Ừ. Trời sụp tối luôn rồi nè cả nhà. Không bao giờ mà coi như đi về được đâu, không bao giờ mà đi coi như ra cái quán karaoke đâu. Đúng rồi. Đứng lại. Thôi hai người qua đây đi, em ngồi em nghỉ mệt nè. Nè muốn quay gì qua đây để máy đi, em ngồi cho quay nè. Được không? Đây, ừ. Ngồi xuống đây. Đây, ngồi xuống, chị ngồi xuống. Em cũng ngồi nè. Ê, chút. Bắt lại, bắt lại. Lừa hả? Hả? Mệt quá. Chị hả? Em mệt rồi đó. Vậy em không giỡn hai người nữa. Lừa hả? Biết là chị thiệt ma lành quá. Giờ là mà làm sao mà coi như em chạy được, là đã nói ra ngoài đây rồi là coi như bọn em là không tài nào mà thoát được. Quá trời chiếu rồi. Hiểu không? Thôi nè, đi vô mày đi, kiếm gì ăn đi, em đói bụng rồi. Thôi, giờ không bị lừa ai nữa đâu. Quý vị khán giả thấy không? Rất mưu mô và xảo quyệt. Ở nhà thì coi như dụ dỗ anh rể. Đi ra là coi như bỏ ở trong quán karaoke sướng có tiền. Cái chai nước đâu rồi? Đi dục với nè. Trời. Trời ơi, lộn xuống đó luôn rồi. Anh ơi. Ừ, thấy trai rồi đó. Không ai cứu đâu, giờ không ai cứu đâu. Anh chơi phiền ơi. Anh chơi phiền. Ai chơi phiền? Anh chơi phiền ơi. Nhìn cái hình ảnh của em tràn ngập ở trên mạng xã hội rồi biết em hết rồi. Giờ ai anh cứu em nữa. Đấy. Để gia đình chị lên đi cứu chị. Bên xuống cho em xuống chơi. Đố em mà coi như nhảy xuống đó rồi đó. Bữa nay là hình như là lòi lưu cáo rồi nè. Ừ, lòi đuôi chuột rồi. Trời cứu. Không bao giờ. Dễ vậy. Hai người đừng có vô duyên gì vừa thôi nha. Giờ không ai tin tưởng em nữa đâu. Giờ em có nói gì người ta cũng không tin tưởng nữa đâu. Nghe nè. Bữa nay là chị Út lòi đuôi cáo cả nhà. Đuôi quá trời. Quá trời lưu manh luôn á. Chứ đừng nói lời tụi em. Ngồi xuống quay. Gì? Ngồi xuống quay. Thôi không bị dụ nữa. Đứng lại, đứng lại. Em coi như chị tới đâu nè. Cứ để vậy coi như chết á. Giờ coi như sức đâu mà coi như ngồi mà canh mà ấy như vậy. Đúng không? Đúng rồi. Thôi hay là coi như mình tắt máy đi rồi coi như mình ngồi chờ đi. Dạ. Rồi khi nào mà chị gái tới á mà có đúng chị gái không? Đúng rồi, số đó mà. Bữa giờ liên lạc số đó luôn á. Hả? Bữa giờ liên lạc số đó đó. Mà có đúng là đi xuống đây không? Thì bà nói là còn 15 phút nữa chị tới cái định vị của em gửi. Biết bao nhiêu lần là coi như cái bà chị gái này cũng lừa rồi đó. Cái bà này là coi như nhiều khi là coi như cũng trời đất là coi như giống con em á. Em không biết nữa nhưng mà bây giờ bà nói bữa giờ số điện thoại đó đó. Là đúng cái số đó đúng không? Dạ. Thôi giờ tắt máy đi rồi có gì tính sao đi. Mà mình ấy. Vâng thì để anh em tụi em tắt cái máy đi để bảo vệ pin.
Nói chung là giờ cũng máy cũng sắp hết pin rồi nha quý bà cô chú. Thì bọn em tắt máy đi. Thì khi nào mà đúng thực sự mà chị gái xuống á, thì bọn em sẽ coi như chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả. Chứ mà nếu như mà chị gái mà không xuống á, thì coi như anh em mình cũng đâu có giữ Út ở đây được nữa, đúng không? Dạ. Có phải không ta? Chứ giờ gia đình, nếu mà đúng gia đình thì đưa cho gia đình, chứ giờ giữ bà ở đây rồi sao? Vâng, thì nhóm anh em thì em cũng rất cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Em dạ rồi. Quý vị khán giả vào clip tiếp theo của bọn em. Thì dạ. Em xin chúc tất cả quý vị khán giả được một cái sức khỏe bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, chào cả nhà.